đời con yêu đôi mộng giòn. Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chưa vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Chúa mỹ miều, tình Ngài yêu con làm sao đến đáp cho cần. Ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. We'll be right back.
Đoàn phụng vụ hôm nay, Cộng đoàn Đền Thánh Tước Hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Giáo xứ Thức Hóa chúng ta hân hoan vui mừng chào đón quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý thân ân nhân, quý khách cùng toàn thể anh chị em bạn hữu quy tụ về Đền Thánh Thức Hóa thân yêu này để chung lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với tân linh mục Vinh Sơn Đinh Văn Doanh, một người con của quê hương đã được Thiên Chúa thương yêu, tuyển chọn và thánh hiến để trở nên linh mục của Chúa và của giáo hội. Sau bao năm kiên tâm, dấn thân tiến bước trên hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa, với bao gian nan thử thách, hôm nay, ước mơ làm linh mục đời đời cho Chúa đã đơm bông kết trái. Kể từ đây, tân linh mục không còn sống cho chính mình, nhưng được thánh hiến để dành trọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để phục vụ cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Với châm ngôn sống đời linh mục, làm mọi sự vì đức ái, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng tân linh mục Vinh Sơn sẽ sống trọn vẹn đức ái mục tử của Thầy Giê-xu Chí Thánh, sẽ trở nên mục tử nhân lành thánh thiện như Thầy và trở nên chứng nhân sống đồng của Thầy giữa dòng đời hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ đầu đời linh mục hôm nay, tân linh mục Vinh Sơn sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho thân bằng quyến thuộc, cho quê hương xứ sở và cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Thiên chức linh mục thật cao cả, nhưng cũng đầy hy sinh và vất vả. Linh mục vẫn là một con người với từ bản tính tự nhiên yếu đuối. Vì thế, xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho tân linh mục luôn trung thành theo Đức Kitô đến trọn đời, luôn phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách tốt nhất. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục tu sĩ, để làm cho danh Chúa ngày càng rạng rỡ hơn. Với tất cả ước nguyện ấy, chúng ta cùng với cha mới dâng lời tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng
xin mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, mỗi lần con về với nhà thờ quê hương thân thương này là trong con dâng trào những cảm xúc hết sức đặc biệt. Ngay từ khi còn bé, con được lên giang cung thánh, được giúp lễ đã là niềm vui tuyệt vời vì được phụng sự nhà Chúa. Hôm nay, niềm vui dâng trào khi con được vào cung thánh của Chúa không phải trong tư cách là cậu giúp lễ hay người phụ lễ, nhưng là tư tế, là linh mục đời đời. Trong tâm tình đó, trước hết con xin mọi người cùng hiệp ý với con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mẹ giáo hội đã thương chọn gọi con lên thiên chức linh mục của Chúa. Đồng thời con cũng dâng thánh lễ để cầu bình an cho giáo xứ, cho quý đấng bậc đã coi sóc giáo xứ, cho mọi người hiện diện, cho ân thân nhân xa gần. Cũng trong tâm tình tạ ơn, con dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, Cha Cố Vinh Sơn Trần Ngọc Bút, Cha giáo Doan Kim Ngô Minh Mạnh, bố con linh hồn Vinh Sơn, ông bà nội ngoại và các bác của con linh hồn Đa Minh,
Giuse, Gioan, Maria và tiền nhân. Một cách đặc biệt, chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn mới đột ngột qua đời, linh hồn Vinh Sơn. Với những tâm tình và ước nguyện đó, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dần đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, nay chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có
và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách huấn ca: Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý. Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời chúng ta được sống phúc, hưởng phúc bình an. Tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời, xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, vì ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng tâm trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Đó là lời Chúa.
Trọng kính quý cha, quý thầy phó tế, quý bề trên, quý thầy, quý dì, quý cố cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay giáo xứ Thức Hóa quê hương và gia đình rất vui mừng vì có một người con của giáo xứ là tân linh mục Vinh Sơn Đinh Văn Doanh về dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì những hồng ân thánh chức linh mục mà cha đã lãnh nhận. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình tân linh mục mà còn là niềm vui của giáo xứ quê hương, của giáo phận và của mọi người, vì linh mục là người của mọi người. Với câu lời Chúa làm châm ngôn cho đời linh mục, làm mọi sự vì đức ái, tân linh mục Vinh Sơn đã định hướng cho đời linh mục của mình là phục vụ trong yêu thương và vì yêu thương. Làm mọi sự vì yêu thương, bởi vì cha, chính cha mới đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho Ngài. Và cha cũng muốn nối dài cái tình thương đó đến với mọi người. Kính thưa cộng đoàn, mấy ngày vừa qua, nếu chúng ta có dịp đi tham dự thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục, ngoài những thánh lễ trang trọng, mọi người còn dành cho tân linh mục những lẵng hoa, những lời chúc tốt đẹp nhất. Những cử chỉ vui mừng đầy ý nghĩa đó ít nhiều đã gợi lên trong tâm hồn chúng ta, những người tham dự thánh lễ tạ ơn, một vài suy nghĩ về thiên chức linh mục. Chẳng hạn, linh mục người là ai? Hay chúng ta có thể nói một cách chuyên môn sâu hơn, đó là đâu là căn tính của linh mục? Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa về thánh chức cao cả này. Thánh Gioan Maria Vianney đã cảm nghiệm được vinh dự của thiên chức linh mục và Ngài đã thốt lên: nếu tôi hiểu hết được thiên chức linh mục, có lẽ tôi sẽ chết, không phải vì sợ hãi, nhưng vì quá hạnh phúc vì thiên chức này. Thánh nhân còn nói tiếp: linh mục là người nối tiếp công trình cứu chuộc trên của Chúa trên thế gian này. Khi bạn nhìn thấy một linh mục, bạn hãy nghĩ đến Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và rồi Ngài còn nói: linh mục không là linh mục cho mình, mà là linh mục cho tất cả mọi người. Như vậy, khi một người con trong gia đình của chúng ta làm linh mục, thì không phải là linh mục của riêng ai, không phải là linh mục của gia đình nào, mà là linh mục của Chúa, linh mục của Hội Thánh, linh mục của mọi người. Đặc biệt, thánh nhân đã giả thiết như thế này: nếu bạn đi xưng tội với Đức Mẹ hay các thiên thần, các ngài có giải tội cho bạn được không? Các ngài có ban mình và máu Chúa cho bạn được không? Chắc chắn là không. Đức Mẹ không thể làm cho con mẹ ngự xuống trong bánh thánh được. 200 thiên thần hiện diện cùng lúc cũng không thể giải tội cho bạn được. Chỉ có linh mục, dù đơn sơ đến mấy, mới có thể làm được như thế. Chỉ có linh mục mới có quyền nói với bạn: hãy về bình an, ta tha tội cho con. Đây là một điều rất là đặc biệt mà chính Thánh Gioan Maria Vianney đã cảm nghiệm được về thiên chức linh mục trong giáo hội, cũng như thiên chức linh mục của chính Ngài mà Ngài đã lãnh nhận. Và tương tự như thế, Thánh Gioan Kim Khẩu trước đó cũng đã có suy tư về thánh chức linh mục như sau: hỡi linh mục, Ngài là ai? Ngài không phải bởi Ngài, vì Ngài bởi hư vô.
Ngài không phải cho Ngài, vì Ngài là trung gian dẫn tới Thiên Chúa. Ngài không thuộc về Ngài, vì Ngài phải sống cho một mình Thiên Chúa. Ngài không phải là của Ngài, vì Ngài là tôi tớ của mọi người. Ngài không phải là Ngài, vì Ngài là một Kitô khác. Thế thì Ngài là ai vậy? Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Thật là tuyệt vời. Một suy tư về con người, về ơn gọi, về thiên chức linh mục. Linh mục là trung gian dẫn đưa con người tới với Thiên Chúa qua trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Linh mục được thánh hiến cho một mình Thiên Chúa. Linh mục là một Kitô khác dâng lễ tế đền tội thay cho dân và cho chính mình. Linh mục chẳng là gì cả, nhưng lại là người của mọi người. Đặc biệt, các tài liệu của giáo hội cũng nói cho chúng ta một cách sâu xa hơn về thánh chức linh mục. Tông huấn Pastores Dabo Vobis nhấn mạnh về sự thánh thiêng mang chiều kích ba ngôi của thánh chức linh mục như sau. Linh mục nhờ vào sự thánh hiến đã lãnh nhận qua bí tích truyền chức thánh, được sai đi bởi Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, và một cách đặc biệt được nên đồng hình đồng dạng với Ngài, đấng là đầu và mục tử của dân Ngài, để sống và hoạt động trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhằm phục vụ giáo hội và cứu độ thế giới. Vì thế, tự bản chất, linh mục là người được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Qua bí tích truyền chức thánh, linh mục được sức dầu Thánh Thần, được trở nên một Chúa Kitô khác, Ante Christus, và hành động nhân danh Đức Kitô, In persona Christi. Nói một cách khác, qua bí tích truyền chức thánh, linh mục thuộc về Đức Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế, đến nỗi có thể hành động trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Đây là điều mà sách giáo lý Công giáo số 1563 đã cho chúng ta biết. Hơn nữa, nhiều bí tích truyền chức thánh, các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh của Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành phụng vụ thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Như vậy, qua bí tích truyền chức thánh, linh mục thuộc trọn về Thiên Chúa vì được thánh hiến cho Thiên Chúa và được Thiên Chúa dành riêng để trao cho một sứ vụ. Linh mục cũng thuộc trọn về dân Thiên Chúa. Như chúng ta đã nghe trước, linh mục không phải của một gia đình, của một ai, mà linh mục là người của mọi người, phục vụ mọi người. Vì thế mà linh mục thuộc trọn về dân Thiên Chúa. Vì linh mục từ dân mà ra, được tách khỏi dân, nhưng là để được Thiên Chúa trả về lại cho dân với nghĩa mới là người của Thiên Chúa và là người của mọi người, và với sứ vụ đặc thù đó là nhân danh và trong vai trò của Đức Kitô phục vụ dân Chúa theo ba chức năng ngôn sứ, tức là rao giảng và dạy dỗ quân dân, tư tế tức là cử hành các bí tích và dâng các lễ phẩm đền tội, và vương đế để dẫn dắt và lãnh đạo dân nhân danh và trong vai trò của Đức Kitô khác là đầu của thân mình của giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là mấy dòng suy tư về thánh chức linh mục. Để chúng ta quý trọng thánh chức linh mục, chúng ta cũng cần phân biệt con người linh mục và thánh chức linh mục. Con người linh mục cũng mỏng giòn, cũng yếu đuối,
cũng bất toàn như bao người khác. Thánh chức linh mục lại là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho loài người. Nói cách khác, ơn gọi linh mục đó là một mầu nhiệm và là ơn Thiên Chúa ban cho những ai mà Thiên Chúa muốn. Chúng ta biết rằng cha mới được truyền chức linh mục không phải vì những khả năng xuất chúng của Ngài, không phải vì Ngài tài giỏi, nhưng vấn đề ở đây đó là Chúa gọi, Chúa chọn những người mà Chúa muốn. Vì thế, trước ân ban cao trọng này, hôm nay cha mới Vinh Sơn Đinh Văn Doanh dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì thánh chức linh mục mà Chúa đã ban cho cha. Theo con được biết, cha Vinh Sơn đã mồ côi bố từ khi 6 tuổi. Khi còn sống, ông cố có ước nguyện và nói với bà cố là sẽ cho cậu bé Doanh đi tu để làm linh mục. Tiếc thay, Chúa gọi ông cố về sớm nên gánh nặng gia đình đặt trên vai bà cố. Dù vất vả cực nhọc lo cho các con, bà cố vẫn thực nguyện hiện ước nguyện của ông cố, đó là dâng người con trai út cho Chúa. Và cậu Doanh vào nhà xứ ở với cha cố Vinh Sơn Trần Ngọc Bút năm 2001. Và khi con làm linh mục năm 2005, cha cố Vinh Sơn đã để con nhận cậu Doanh này. Hồi đó cậu là cậu giúp lễ, và bây giờ cậu Doanh đã là cha Doanh rồi. Kể lại đôi chút tiểu sử cha mới Vinh Sơn Doanh để chúng ta nhận thấy ơn Chúa thật kỳ diệu và lớn lao được ban xuống trên cha mới Vinh Sơn và gia đình ông bà cố. Chắc chắn cha mới và gia đình cũng muốn thưa lên rằng tạ ơn Chúa vì hồng ân bao la của Chúa tuôn đổ xuống trên cha cũng như trên gia đình. Linh mục là một hồng ân vô giá Chúa ban tặng cho con người. Mỗi chúng ta hãy đón nhận món quà tặng ấy với lòng trân trọng, với sự cảm thông và chia sẻ. Các linh mục rất cần đến lời cầu nguyện và tình hiệp thông của mỗi người chúng ta. Xin mọi người cũng hãy cầu nguyện cho cha mới, để cha mới được ơn thánh hóa, để cha luôn là mục tử nhân lành như lòng Chúa và giáo hội mong ước, và để cha có thể thực hiện câu châm ngôn đó là làm mọi sự vì đức ái, vì yêu thương. Và cũng vì là con người, cha mới cũng có những điều bất toàn. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha mới để Ngài mãi mãi thuộc về Chúa và mãi mãi là người của mọi người và là tôi tớ của mọi người. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Thượng Tế của Giao Ước Mới. Ngài đã thiết lập chức linh mục trong Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng cứu độ nhân loại. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sau đây. Anh em là ánh sáng cho trần gian, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh ngày càng có nhiều linh mục thánh thiện, tài đức và khôn ngoan, để các ngài lãnh đạo và hướng dẫn đàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa phán: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ nơi giáo xứ chúng ta, biết hy sinh, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Bởi ý định yêu thương, Chúa đã kêu gọi những người con giữa cộng đoàn dân Chúa và cho tham dự vào chức linh mục thừa tác của Chúa Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tân linh mục Vinh Sơn của chúng ta đây luôn trung thành trong sứ mạng yêu thương và luôn biết xóa mình để làm hiển danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quảng đại giúp đỡ và cầu nguyện cho tân linh mục Vinh Sơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội những mục tử để lãnh đạo và hướng dẫn đoàn chiên Chúa. Xin thương nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên mà tuôn đổ ơn Chúa xuống trên các mục tử để các ngài luôn khiêm nhường phụng vụ Chúa và giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với anh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện lên cho chúng ta cùng làm theo anh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban, mặc dầu chúng con chẳng làm gì lên công trạng. Xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa Ngài.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau đưa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra cho các môn đệ mà nói: tân cả các con hãy lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tân cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Thomas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến Đấng Bậc đã coi sóc giáo sư chúng con, các linh hồn Đức Cha Cô Giuse, Cha Cô Vinh Sơn, Cha Giao Gioan Kim, linh hồn Vinh Sơn, linh hồn Đa Minh, Giuse, Gioan, Maria và tiên nhân mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện
Cha cho chúng con hôm nay luôn được an lành, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Chân thật hiền hòa, dịu dàng và luôn đơn sơ, tâm tư chân thành yêu mến, khiêm nhu và luôn quảng đại, cảm nhận niềm vui sâu xa, âm thầm thương thi lòng mến. Đời mình thật lòng và luôn bao dung, cho đi không cần tính toán, tung diêu niềm vui bất tận, hiền hậu và không ghen tương, nhân lại và không từ đó. Đức ai cao trọng tuyệt vời,
Một đời thực thi không ngơi, bên nhau trong tình thân ấy, thông chia niềm vui nỗi buồn. Yêu thương đẹp hơn muôn hoa, thiên đàng ở giữa trần thế. Là tình cao quý yêu con từ thuở nào, cho con vào đời sống kiếp con người dìu con đi tới. Dù đường đời con đi mưa gió mịt mùng, dù bụi trần phủ vây khiến hồn lạc hướng, dù chập trùng trong vai trên muôn nẻo đường, ân tình của Chúa vẫn hằng bên con. Nay con hiến dâng trọn xác hồn con, mong sao Chúa ơi ân nghĩa bên trọn, bước theo Ngài dâng cho ta tâm tư, biết muôn ân tình dệt nên khúc hát tình ca tri ân. Đời con Chúa hỡi ôi đắng là chi, mà sao Chúa đã yêu thương gọi mời. Thân con mọn hèn đã biết bao lần đời con hên uối. Ôi tình yêu của Chúa sao có nhiệm màu, dù cuộc đời con đây vướng nhiều lầm lỗi. Dù tình yêu con đây khi vơi khi đầy, nhưng tình thương Chúa vẫn gọi tên con. Ta tâm tư kết muôn ân tình sẽ đến phúc hoa.
Kính thưa cộng đoàn, thưa tác vụ thánh mà tân linh mục Vinh Sơn vừa lãnh nhận chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới. Ngài rất cần đến sự cầu nguyện của toàn thể dân Chúa để Ngài tiếp tục đủ sức vững bước trong đường ơn gọi và sứ vụ mới của mình. Giờ đây, chúng con trân trọng kính mời cha tiến ra quỳ trước bàn thờ. Kính mời quý cha và toàn thể cộng đoàn đứng, hiệp lời cùng với cha để cầu nguyện cho tân linh mục. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: lúa chín đầy đồng mà thơ gặt thì in, các con hãy xin Chú ruộng sai thơ gặt đến. Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người thơ gặt là ban lưu quên biên, là người cùng quê hương, cùng xứ sở với chúng con. Chúng con biết rằng tân linh mục được tuyển chọn không phải vì công phúc của chính tân linh mục, nhưng lạy Chúa, chỉ vì lòng Chúa yêu thương nên đã tuyển chọn. Như lời Chúa đã phán cùng các tông đồ rằng: không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Vì thế hôm nay chúng con họp nhau đây ở đi với tân linh mục để dâng thánh lễ cảm tạ Chúa. Trong thánh lễ hôm nay chúng con cùng hợp ý với tân linh mục, xin Chúa chúc lành và tra ơn bồi hầu cho những thân nhân và mọi ân nhân, cho những người đã hướng dẫn và dạy dỗ cùng cho tất cả những ai đã giúp tân linh mục tiến đến bàn tay. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: không có Thầy chúng con không thể làm gì được. Lạy Chúa, tân linh mục của chúng con đây, nếu không được Chúa trợ giúp, không thể Chú toàn sư mang Chúa trao phó. Vậy lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý Chúa, biết quên mình để phục vụ mọi người, được dồi dào sức khỏe, được tâm hồn trong sạch, được trở nên chứng nhân sống động mang hình ảnh Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ các linh mục, xin Mẹ gìn giữ tân linh mục được trung thành với ơn Chúa, được Chú toàn sư mang cho đến cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy tê tạ ơn chúng con đã dâng tiên và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này dù chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộng và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phổ sinh của con một ngày, xin Chúa cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộng, anh chị em đã lành nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn Chúa rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Chúa đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa,
anh chị em đã được sống lại trong bi tích rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sông ngay trinh, anh chị em cùng đang được đến với Chúa trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Giờ đây con xin trân trọng kính mời quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha và toàn thể quý cộng đoàn an tọa. Trọng kính quý cha, trong ngày lễ tạ ơn hôm nay, giáo xứ đền thánh Thức Hóa chúng con vui mừng vì có sự hiện diện của quý cha và cộng đoàn. Vậy giờ đây chúng con xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho ban hành giáo giáo xứ đền thánh thay lời cho cộng đoàn có những lời chúc mừng cha mới và cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện. Trọng kính quý cha cố, quý cha quản hạt, cha xứ Đa Minh, quý cha và quý tân chức đồng thụ phong với linh mục Vinh Sơn trong ban đồng tuế. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý khách gần xa, đặc biệt là bà cố và quý vị thân nhân, ân nhân của tân linh mục Vinh Sơn cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay, giáo xứ đền thánh Thức Hóa chúng con diễn ra sự kiện rất đặc biệt. Sau hơn 100 năm kể từ khi ngôi thánh đường này xây dựng, đó là được đón vị linh mục thứ 51 trong danh sách quý linh mục, là người con của giáo xứ Thức Hóa, nhưng lại là vị tân linh mục tiên khởi về dâng thánh lễ mở tay để tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên tại quê hương. Trong ngôi thánh đền thánh cổ kính uy nghi lộng lẫy này, cũng chính là nơi tân linh mục Vinh Sơn lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào năm 1987 do cha chánh xứ Vinh Sơn trồng ngọc bút cử hành. Chính vì lẽ đó, con thay lời cho hội đồng mục vụ và cộng đoàn xin kính chúc quý cha cố, cha quản hạt, cha chánh xứ, quý cha đồng tuế, quý thầy, quý dì, quý khách gần xa một lời chào trân trọng nhất. Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin dâng lời chúc mừng tân linh mục Vinh Sơn, nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân và luôn nâng đỡ để Ngài chu toàn sứ vụ trong thánh chức, được tiếp bước vị mục tử nhân lành, chăn dắt và phát triển đoàn chiên của Chúa, trở thành thợ gặt nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo. Giáo xứ xin được cùng tân linh mục tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, của Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, của năm đấng tử đạo dòng tộc nội ngoại và các bậc tiền nhân đã ban cho tân linh mục ngày hồng phúc này. Giáo xứ xin chúc mừng và chung lời tri ân với tân linh mục tới ông bà cố đã sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn cha nghĩa phụ Giuse đã nâng đỡ. Cảm ơn gia đình, linh tông, huyết tộc và quý vị đã vun đắp bằng tinh thần, bằng vật chất và bằng lời cầu nguyện để tân linh mục có ngày hồng phúc hôm nay. Hòa chung niềm vui cùng cha quản hạt, cha xứ và quý cha trong ban đồng tế, giáo xứ xin dâng tặng tân linh mục những bông hoa tươi thắm và biểu tượng để những kỷ niệm biểu tượng cho những thành quả tốt đẹp Ngài đã đạt được trong hành trình tu đức và sẽ đạt được trong thánh chức linh mục trên cánh đồng truyền giáo. Con xin trân trọng chúc mừng và cảm ơn.
tiếp đến cho ngày vui mừng hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu anh cả đại diện cho quý gia đình nên có vòng nguyệt quế trao cho cha em. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin quý ông đoàn ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Trong ngày vui hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho nội tộc có lãng hoa tươi và quà tiến dâng lên cha mới. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo, con xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho ngoại tộc có lãng hoa tươi dâng lên chúc mừng. Trong niềm vui hân hoan hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu gia đình linh tông của cha cố Du Xe có lãng hoa tươi dâng lên chúc mừng. Và giờ đây, trong niềm vui hân hoan, con xin trân trọng giới thiệu cha mới dâng lên quý cha và toàn thể cộng đoàn những tâm tình cảm tạ và tri ân. Con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính cha Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục, cha Du Xe đặc trách giáo sĩ giáo phận. Trọng kính quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha đồng tế. Kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy, quý dì, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý chức tân cựu, quý thầy cô, quý ân thân nhân, quý bằng hữu cùng toàn thể cộng đoàn. Trong giờ phút thiêng liêng và hạnh phúc này, trước tiên con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao hồng ân Ngài đã đổ xuống trào tràn trên cuộc đời con. Chúa đã cho con được làm người và được làm con Chúa trong lòng giáo hội. Hơn thế nữa, Chúa đã thương chọn gọi con là linh mục của Ngài, mặc dù con còn đầy bất xứng và yếu đuối. Trong tâm tình tạ ơn, con xin hết lòng tri ân mẹ giáo hội, gia đình giáo phận đã yêu thương bao bọc và che chở con. Đặc biệt, Đức cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu đã thương chọn gọi và đặt tay truyền chức linh mục cho con. Con cũng tưởng nhớ và tri ân Đức cha cố Du Xe Hoàng Văn Tiệm đã tuyển chọn con vào Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Con chân thành tri ân cha Giám đốc Đa Minh, cha Nguyên Phó Giám đốc Du Xe, quý cha trong ban đào tạo, quý cha Linh Hướng đã dạy dỗ, đào tạo và vun đắp con trong con đường hướng đến thiên chức linh mục. Từ tận đáy lòng, con xin cảm ơn Đức cha chú Du Xe Đinh Đức Đạo, cha giáo Du Xe Đinh Công Phúc, quý cha quê hương. Đức cha và quý cha là những thế hệ đi trước sáng ngời để cho con phấn đấu và noi theo. Con xin chân thành cảm ơn quý cha con đã từng giúp và thực tập mục vụ. Cha quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn, cha cố Du Xe Lê Ngọc Hoàn, cha Du Xe Trần Văn Bột, cha Phêrô Trần Văn Nam, cha Du Xe Phạm Văn Hy, nơi con đang mục vụ, cha chú Du Xe Đỗ Hữu Trọng, cha Gioan Kim Lâm Văn Năm, cha Du Xe Trần Văn Chi và cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyền. Với lòng biết ơn chân thành,
con xin hết lòng tri ân cha xứ Đa Minh Lê Đức Hòa, cha phó An Tôn, cha xứ Du Xe Phạm Văn Hy đã tận tình lo lắng, hướng dẫn, giúp đỡ con tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay được long trọng và sốt sắng. Con xin chân thành cảm ơn cha cựu xứ An Tôn Đinh Mạnh Hùng đã luôn động viên, khích lệ con trong suốt hành trình ơn gọi. Con cũng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha đồng tế vì yêu thương mà đã hiện diện dâng thánh lễ tạ ơn với con hôm nay. Một cách đặc biệt, con xin hết lòng cảm ơn cha nghĩa phụ Du Xe Vũ Phú Thịnh vì tình thương cha đã nhận con làm nghĩa tử. Với tấm lòng hiền phụ, cha đã luôn cầu nguyện, dạy dỗ và ân cần dìu dắt con trong suốt hành trình ơn gọi. Đặc biệt, Ngài còn nhận giảng thánh lễ trong thánh lễ tạ ơn với con hôm nay. Con cũng cảm ơn anh chị em Linh Tông đã luôn yêu thương, động viên và đồng hành với con. Con thành kính tri ân và tưởng nhớ cha cố Vinh Sơn Trần Ngọc Bút, quý cha anh em Linh Tông cha cố Bút, đặc biệt cha Đa Minh Đinh Văn Khởi. Nơi quý cha, con học được cảm thức ơn gọi linh mục trong những năm tháng đầu đời con còn là cậu nhà xứ. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý hội đồng, quý ban hành giáo và mọi người trong các giáo xứ Quỹ Nhất, Lạc Thành, Quần Liêu, An Lãng, Lác Môn, Ngoại Đông, Xuân Hòa, Đồng Nghĩa và cách đặc biệt Cộng đoàn Giáo xứ Phạm Pháo là những nơi đã đón nhận, yêu thương và giúp đỡ con trong suốt thời gian con được Đức Cha gửi về thực tập mục vụ. Với lòng biết ơn chân thành, con xin cảm ơn ba má Minh Sậy đã yêu thương, giúp đỡ và tạo điều kiện cho con học hành và tu luyện. Con xin cảm ơn quý thầy, quý dì, quý ân thân nhân xa gần, những người đã âm thầm cầu nguyện giúp đỡ cách này hay cách khác mà giờ này con không thể kể hết ra được. Con xin cảm ơn quý dì Đa Minh Thức Hóa, quý dì quê hương, quý ban hành giáo, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, quý hội đoàn phục vụ, ca đoàn, hội kèn, hội trống, ban khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, lễ sinh, phòng áo, cũng như tất cả mọi người đã vất vả và lên kế hoạch chuẩn bị để thánh lễ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng. Xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện đến chúc mừng và chung vui với tôi trong ngày vui trọng đại hôm nay. Lời cảm ơn đặc biệt con gửi đến bố mẹ. Con hướng lòng tưởng nhớ bố và chân thành tri ân mẹ. Bố mẹ đã sinh con và dưỡng dục con sống làm người và làm con Chúa. Cách đặc biệt, bố mẹ đã quảng đại dâng hiến con cho Chúa. Em cũng cảm ơn anh chị em, cô dì chú bác nội ngoại đã yêu thương giúp đỡ để con toàn tâm toàn ý tu luyện. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, thiên chức linh mục là một hồng ân lớn lao Chúa ban nhưng không. Hồng ân càng lớn thì đòi hỏi trách nhiệm càng nhiều. Đời linh mục của con rồi cũng phải đối diện với những sóng gió và thử thách. Mặc dù thiên chức linh mục đã được thánh hiến, nhưng vẫn còn đó thân phận yếu đuối mỏng giòn. Chức linh mục cao trọng là vậy, nhưng lại chứa đựng trong bình sành dễ vỡ. Vì thế, con rất cần ơn Chúa và những lời cầu nguyện, sự trợ giúp yêu thương của mọi người. Kính xin quý cha, quý thầy, quý dì và mọi người yêu thương cầu nguyện nâng đỡ con trong sứ vụ mục tử mà Chúa đã yêu thương trao phó. Mặc dù đã cố gắng, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Kính xin quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn
thông cảm và lượng thứ cho con. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho tất cả mọi người. Sau thánh lễ, con xin kính mời quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn chung vui với con và gia đình trong bữa tiệc mừng. Con xin hết lòng tri ân và thành kính cảm tạ. Trọng kính quý cha, trong niềm vui hân hoan và tưởng nhớ đến công ơn của quý đấng bậc, giờ đây cha mới dâng lên cha nghĩa phụ vòng nguyệt quế để cảm ơn cha nghĩa phụ. Và sau đó con xin bà cố và anh trưởng đại diện nên nhận tấm lòng của cha mới. Xin cộng đoàn vỗ vào tràng vỗ tay. Giờ đây con xin mời cha mới trở về trao vòng nguyệt quế cho bà cố, cũng như tâm tình của cha mới đối với gia đình, trao bó hoa tươi thắm cho người anh cả đại diện cho gia đình. Vâng, lãng hoa tươi được trao cho người anh cả đại diện cho gia đình, các anh em trong gia đình. Chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để chúc mừng. Con xin trân trọng kính mời quý cha và cộng đoàn đứng lên để chúng ta kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Tục thánh lễ, con xin trân trọng kính mời quý cha quản hạt, quý cha cố chụp hình lưu niệm cùng với tân chức và gia đình. Con giữ cho riêng mình vì
sẽ được gửi tới quý cha, quý thầy, quý dì, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể quý chức và quý khách đã cùng trở về chung dự trong thánh lễ tạ ơn trong chương trình tiệc mừng. Chúc mừng tân linh mục Vinh Sơn Đinh Văn Doanh trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và sau thánh lễ đã được diễn ra một cách rất thánh thiêng tại đền thánh Thức Hóa, là nơi sinh ra và lớn lên của tân linh mục Vinh Sơn, thì giờ phút này nhận lời mời của tân linh mục Vinh Sơn và gia đình tại trung tâm mục vụ của đền thánh Thức Hóa, chúng con đang được vinh dự đón tiếp sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách. Ngay sau đây chúng con xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để chúng con được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lên sân khấu cha cố Vinh Sơn, ngài sẽ chính thức có đôi lời. Cha cố Giuse, ngài sẽ chính thức có đôi lời phát biểu gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khách, và sau đó ngài sẽ thực hiện nghi thức xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho cổ ăn, để kính mời quý vị sẽ chính thức dùng tiệc với tân linh mục Vinh Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cha cố Giuse, xin mời. Kính thưa toàn thể quý khách, đại diện cho linh tông huyết tộc, con xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý khách trong thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Vinh Sơn trong ngày hôm nay. Quý vị đã bớt chút thời gian rồi, chẳng nề thời tiết nóng bức, quý vị đã về đây để cùng với tân linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì thiên chức linh mục mà tân linh mục đã lãnh nhận. Đó là một lòng quảng đại, sự hy sinh của tất cả các quý vị đối với cha mới Vinh Sơn. Con xin đại diện cho linh tông huyết tộc xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và giờ đây, gia đình đã chuẩn bị một chút cơm rượu nhỏ để mời tất cả chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với bên linh tông và huyết tộc chúng con. Giờ đây con xin phép được làm phép, rồi xin kính mời tất cả quý khách chúng ta dùng bữa chia sẻ niềm vui với tân linh mục và gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ám. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mọi người một tràng hóa tay chúc mừng nhau ạ. Vâng, xin kính chúc tất cả quý khách được chúng ta dùng bữa ngon miệng. Con xin cảm ơn. Kết nối hết từ giáo xứ này đến giáo xứ khác, từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, để tân linh mục Vinh Sơn và gia đình đang cảm nhận được tình cảm mà quý vị dành cho tân linh mục Vinh Sơn của chúng con, cũng như cầu nguyện cho tân linh mục của chúng con trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và chắc chắn rồi, theo nguyện vọng của tân linh mục thì mong ước tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành và dâng lời cầu nguyện để Chúa sẽ ban cho tân linh mục hồn an sắc mạnh và sẽ là một vị chủ chăn với đức ái như ngài đã lựa chọn làm điểm tựa để ngài có thể phục vụ và đưa dân Chúa ngày một đến với những điều tốt đẹp và cao cả hơn. Ngay bây giờ thì chúng con xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cứ mời tiệc để cùng chung niềm vui và chia sẻ niềm vui với tân linh mục Vinh Sơn và gia đình trong ngày hôm nay. Chúng con cũng xin phép được quay trở lại sân khấu để dành tặng cho quý vị những món quà về âm nhạc rất nhẹ nhàng. Những bản thánh ca được vang lên vào thời điểm này sẽ là những món quà về tinh thần, là những lời cầu nguyện, là những lời động viên hết sức kịp thời để chúng ta dành chúc mừng cho tân linh mục Vinh Sơn. Một sáng tác với tựa đề Con Nguyện Theo Ngài. Mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Xin mời.
sát son hồn nhiên biết một đường. Thành thơi, xin cho con thuộc trọn về Chúa.
Xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ngọc rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chắc chắn rằng Thiên Chúa cũng đã đoái thương để ban cho Tân Linh Mục Vinh Sơn một ngày về quê vinh quy bái tổ, dâng thánh lễ tạ ơn, để cùng tạ ơn Thiên Chúa bởi muôn ơn lành Ngài đã ban xuống trên Tân Linh Mục Vinh Sơn, cách riêng là ban cho Ngài với một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không ạ? Thời tiết lúc này dường như đang rất ủng hộ cho chương trình. Chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi, con thành người rơi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu, Ngài gọi con hiến dâng cho tròn cả những thương đau, vì Ngài là xa nghiệp muôn đời. Con vẫn nhớ lời ước sau đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm, Ngài tâm con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dân hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn đưa đời con, dù con bất sinh nhưng ơn Chúa mãi mãi chan chứa trên đời con. Và thưa quý vị, hiện diện tại dập sự kiện ngày hôm nay chính là nhân vật chính của chúng ta, là người mà tất cả quý vị chúng ta đều đang muốn gửi những lời chúc mừng và những lời cầu nguyện. Và ngay bây giờ chúng con xin được trân trọng giới thiệu cũng như kính mời trở lên vị trí trang trọng của sân khấu. Nơi đây Ngài có thể hướng tầm nhìn yêu thương của mình xuống toàn thể quý vị để đón nhận lời chúc mừng của quý vị trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lên vị trí trang trọng của sân khấu là hình ảnh và sự hiện diện của Tân Linh Mục Vinh Sơn Đinh Văn Doanh. Xin mời. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng sự hiện diện của Tân Linh Mục Vinh Sơn của chúng ta. Kính thưa toàn thể các quý vị, quý cộng đoàn rất thân mến, trải qua với thời gian lịch sử của quê hương Thức Hóa, làng Thức Hóa của chúng con, thì 184 năm Thức Hóa chúng con tại vị trí cũng như là được phát triển như ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay đây chúng con có một điều rất là đặc biệt, đó là quê hương Thức Hóa chúng con tất nhiên là đã có rất là nhiều những người con ưu tú, là những linh mục, là những giám mục rồi. Nhưng con xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, cha Vinh Sơn của chúng con là người đầu tiên của làng Thức Hóa chúng con sinh ra, lớn lên, sinh hoạt và học tập tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Bùi Chu, được thụ phong tại Giáo Phận Bùi Chu
và là linh mục đoàn của giáo phận Bùi Chu. Cha Vinh Sơn là người đầu tiên ạ. Và giờ đây thì trong tâm tình này thì xin một tràng pháo tay nữa để cùng chúc mừng cha Vinh Sơn được không ạ? Và giờ đây chắc chắn rằng cha cũng sẽ có đôi lời chia sẻ tới toàn thể các quý vị trước khi được đón nhận với những chương trình chúc mừng của tất cả các quý vị đã cùng hiện diện tại nơi đây. Con xin được trân trọng kính mời cha. Trọng kính quý cha, kính thưa quý khách, quý ân thân nhân. Đúng là hồng ân thánh chức linh mục là một trong những hồng ân mà lớn lao nhất mà Thiên Chúa dành cho con người. Và Chúa đã tuyển chọn một số người trong chúng ta. Và tạ ơn Chúa, hôm nay Chúa đã đói thương và ghé nhìn đến con cách riêng và giáo xứ cách nói chung. Và hôm nay trong cái niềm vui và sự vui mừng này, con rất trân quý được sự hiện diện của tất cả mọi người, tất cả quý khách đông đảo ở đây. Đó là niềm vinh dự và niềm an ủi đối với con. Con rất cảm kích và rất là chúc mừng và cảm ơn mọi người. Xin mọi người chúng ta cùng ăn một bữa ăn thật là ngon miệng ạ. Con cảm ơn. Xin được cảm ơn tân linh mục Vinh Sơn và mời ngài nán lại sân khấu ạ. Bởi vì ngày hôm nay, kể cả trong bài giảng của thánh lễ hay là ở tại khu vực xung quanh sân khấu, quý vị có thể thấy rằng đang có rất nhiều những lời chúc mừng được hiện hữu bằng hiện vật, đúng không ạ? Đó là những lãng hoa tươi thắm mà quý vị, quý anh chị là những quý khách từ nhiều mối quan hệ với tân linh mục Vinh Sơn và gia đình đã cùng trở về để dành lời chúc mừng cách riêng đến với tân linh mục trong ngày hôm nay. Vậy sau đây chúng con cũng sẽ xin phép được trân trọng kính mời quý đoàn cũng như quý vị có tên sau đây sẽ cùng vui lòng chuẩn bị trở lên sân khấu để cùng liên tục dành những lãng hoa và những lời chúc mừng để chúc mừng Thiên Chúc linh mục của tân linh mục Vinh Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trước tiên con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần chúc mừng đến từ dòng tộc Cụ Trương Đầm. Xin được trân trọng kính mời dòng tộc Cụ Trương Đầm ạ. Và sau dòng tộc Cụ Trương Đầm, xin kính mời dòng tộc Cụ Trùm Đê ạ. Con xin được trân trọng kính mời. Và sau chương trình chúc mừng của dòng tộc Cụ Trùm Đê, chúng con xin kính mời chương trình chúc mừng của dòng tộc Cụ Nhiêu Hoán. Chúng con xin được trân trọng kính mời phần chúc mừng đến từ gia đình bác Trùm Hiến ạ. Và tiếp theo chúng con xin được trân trọng kính mời tới chương trình chúc mừng của quý chức trong đền Thánh Thức Hóa. Chúng con xin được trân trọng kính mời với chương trình chúc mừng của các quý vị quý chức trong ban hành giáo của đền Thánh Thức Hóa. Và sau chương trình chúc mừng của quý chức trong ban hành giáo của đền Thánh Tức Hóa, chúng con xin kính mời chương trình chúc mừng của ban trùm cựu đương của giáo xứ đền Thánh Tức Hóa. Chúng con xin được kính mời với chương trình chúc mừng của quý chức trong ban hành giáo của đền Thánh Tức Hóa. Và tiếp theo chúng con xin kính mời chương trình chúc mừng của ban trùm cựu đương của giáo xứ đền Thánh Thức Hóa. Vâng ạ, tiếp theo chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần chúc mừng đến từ gia đình. Xin được trân trọng kính mời phần chúc mừng đến từ gia đình bà Nhiêu Hiền ạ. Mời gia đình của bà Thủ Ngãi chuẩn bị. Xin cảm ơn chương trình chúc mừng của ban trùm cựu đương của giáo xứ đền Thánh Thức Hóa. Tiếp theo xin kính mời gia đình bà Thủ Ngãi ạ. Sau phần chúc mừng của gia đình bà Thủ Ngãi, trân trọng kính mời gia đình ông bà Phần Nghị ạ. Kính mời phần chúc mừng của gia đình ông bà Phần Nghị chuẩn bị. Sau chương trình chúc mừng của gia đình ông bà Phần Nghị, xin kính mời chương trình chúc mừng của hai bác Thức ở Sài Gòn.
Trân trọng kính mời bố mẹ thiêng liêng là bố Điện, mẹ Đào Hòa cùng chuẩn bị. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời chương trình chúc mừng của gia đình anh chị Tuấn Vui cũng sẽ cùng chuẩn bị. Xin mời chương trình chúc mừng của gia đình ông bà Phần Nghị. Tiếp theo xin kính mời chương trình chúc mừng của bố mẹ thiêng liêng ạ. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ cùng chuẩn bị. Vâng ạ, sau bố mẹ thiêng liêng Điện Đào xin mời giáo xứ Duyên Thọ ạ. Mời vị đại diện của giáo xứ Duyên Thọ chuẩn bị. Sau giáo xứ Duyên Thọ xin mời gia đình anh chị Tuấn Vui ạ. Sau gia đình của anh chị Tuấn Vui ạ. Xin được trân trọng kính mời chương trình chúc mừng của gia đình bác Quản Đạm cùng chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời gia đình bác Quản Đạm cùng trở lên sân khấu chúc mừng cha. Tiếp theo xin mời gia đình bác Quản Điệm. Vâng ạ, xin mời phần chúc mừng đến từ gia đình bác Quản Điệm. Sau gia đình bác Quản Điệm, trân trọng kính mời phái đoàn giáo họ Đại Lịch ạ. Xin được trân trọng kính mời gia đình bác Quản Đạm. Xin mời phái đoàn của giáo họ Đại Lịch, giáo xứ Mỹ Hưng, giáo phận Hưng Hóa, là nơi cha Vinh Sơn cũng đã cùng kinh qua, cùng giúp trong giáo họ và cũng đã cùng với mối tình thân đã về với cha Vinh Sơn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, đây là phái đoàn của giáo họ Đại Lịch ạ. Sau phần chúc mừng đến từ giáo họ Đại Lịch, như đã trân trọng chuyển lời mời, kính mời giáo xứ Mỹ Hưng, giáo phận Hưng Hóa. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời tới gia đình Linh Tông huyết tộc của cha Vinh Sơn, đến từ gia đình cha Cố Thịnh ạ. Vâng ạ, chúng con xin được cảm ơn Cố cùng với gia đình Linh Tông huyết tộc. Xin được kính mời họ ngoại. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời gia đình ông bà Minh Sậy Hải Phòng ạ. Trân trọng giới thiệu và kính mời phần chúc mừng đến từ gia đình ông bà Minh Sậy Hải Phòng. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời xin chúc mừng của gia đình ông bà Minh Sậy, cũng là bố mẹ đỡ đầu của cha Vinh Sơn, đến từ Hải Phòng. Tiếp theo xin kính mời gia đình ông bà Trưởng Thoan, giáo xứ Lạc Thành. Xin cảm ơn đến tình cảm của bố mẹ Minh Sậy ở Hải Phòng rất nhiều ạ. Trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà Trưởng Thoan, giáo xứ Lạc Thành ạ. Sau gia đình ông bà Trưởng Thoan, mời cộng đoàn giáo xứ Phạm Pháo ạ. Nơi đây khi còn là thầy thì tân linh mục Vinh Sơn có giúp xứ Phạm Pháo ạ. Và hiện nay thì linh mục Vinh Sơn của chúng con cũng vẫn đang cùng đồng hành với toàn thể quý vị, quý cộng đoàn tại giáo xứ Phạm Pháo. Rất là vinh dự ngày hôm nay được đón nhận với sự hiện diện của quý cộng đoàn, quý chức của giáo xứ Phạm Pháo. Sau cộng đoàn giáo xứ Phạm Pháo, trân trọng kính mời đoàn giáo lý viên và ban quản giáo giáo xứ Phạm, ban quản của giáo xứ Phạm Pháo cũng có lãng hoa chúc mừng. Trân trọng kính mời, xin mời đoàn giáo lý viên và ban quản của giáo xứ Phạm Pháo ạ. Tiếp theo chúng con xin kính mời cộng đoàn giáo xứ Phạm Pháo trước ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo xin được trân trọng
Tiếp theo chúng con xin được trân trọng kính mời tới đoàn giáo lý viên và ban quản giáo của giáo xứ Phạm Pháo. Tiếp theo chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu giáo xứ Mộc Đức là quê ngoại của linh mục Vinh Sơn của chúng con. Chúng con xin được thông báo ạ, ai là chủ nhân của chiếc xe hơi mang biển số 18A32226 ạ? 18A32226 xin được nhắc lại, ai là chủ nhân của chiếc xe hơi có biển số 18A32226 xin cùng vui lòng di chuyển ra phương tiện của mình để cùng di chuyển sang vị trí đỗ khác ạ, đảm bảo lưu thông cho phương tiện phía sau. Xin được thông báo lại ạ. Chúng con xin được trân trọng kính mời tới hội cựu lễ sinh giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. Sau hội cựu lễ sinh Đền Thánh Thức Hóa, trân trọng kính mời hội bạn học khóa 2002-2003 của Tân Linh Mục Vinh Sơn ạ. Xin mời. Sau hội bạn học đồng khóa cùng với cha Vinh Sơn, chúng con xin kính mời với chương trình chúc mừng của quý vị đại diện cho cái ban hành giáo của 8 giáo xóm của Đền Thánh Thức Hóa. Chúng con xin kính mời. Xin cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng đến từ cựu lễ sinh Đền Thánh Thức Hóa. Trân trọng giới thiệu phần chúc mừng đến từ hội bạn học khóa 2002-2003. Xin mời. Tiếp theo chúng con xin kính mời quý vị đại diện cho cái ban hành giáo và cộng đoàn của 8 giáo xóm của giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa sẽ có chương trình chúc mừng. Sau phần chúc mừng của 8 giáo xóm Đền Thánh Thức Hóa, trân trọng kính mời ban mục vụ giáo xứ Lạc Thành ạ. Kính mời ban mục vụ giáo xứ Lạc Thành chuẩn bị. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ bóng bàn giáo xứ Trại Đáy ạ. Mời đại diện của câu lạc bộ bóng bàn giáo xứ Trại Đáy cùng chuẩn bị. Và sau chương trình chúc mừng của câu lạc bộ bóng bàn giáo xứ Trại Đáy, chúng con xin kính mời các gia đình là người thân với Tân Linh Mục Vinh Sơn đến từ giáo xứ An Đạo. Vâng ạ, sau câu lạc bộ bóng bàn của giáo xứ Trại Đáy, một lần nữa trân trọng kính mời các gia đình người thân tại giáo xứ An Đạo cùng chuẩn bị. Và sau đó xin mời cộng đoàn Mến Thánh Giá quận. Vâng ạ, cộng đoàn Mến Thánh Giá quận Liêu, mời gia đình em Sơn ở quận Liêu ạ. Xin mời gia đình người thân đến từ giáo xứ An Đạo. Trân trọng kính mời gia đình em Sơn ở quận Liêu ạ. Trân trọng kính mời đại diện giáo xứ Ngoại Đông. Vâng ạ, vì điều kiện thời gian, chúng con muốn phần chúc mừng được diễn ra một cách trôi chảy cũng như liên tục. Kính mong tất cả quý vị đã được chúng con sướng tên và các hội đoàn, chúng ta cùng vui lòng lưu ý để cùng lên sân khấu một cách liên tiếp ạ. Để đảm bảo chương trình chúc mừng của Tân Linh Mục ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp, xin được thông báo và gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Chúng con xin được trân trọng kính mời đại diện của giáo xứ Ngoại Đông ạ. Xin mời dòng họ cụ Trùm Hoành ạ. Mời phần chúc mừng của dòng họ cụ Trùm Hoành, mời gia đình bạn Tuấn Anh ở giáo xứ Quất Lâm ạ. Xin được trân trọng đón mời với chương trình chúc mừng của gia đình bạn Tuấn Anh đến từ giáo xứ Quất Lâm. Và sau đây là phần hoa chúc mừng đến từ dòng họ cụ Trùm Hoành ạ.
Xin kính mời ban hành giáo của giáo xứ Quần Liêu, giáo họ Tiền Lạc, giáo họ Ngòi Voi và cộng đoàn giáo xứ Quần Liêu có bó hoa và tặng phẩm dành tặng để chúc mừng tân linh mục Vinh Sơn. Xin mời. Gia đình Linh Tông cho cố du xe tặng rồi đúng không ạ? Xin mời các anh, các chị nhà bác tỉnh tại Thái Nguyên ạ. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần chúc mừng đến từ giáo xứ Quỹ Nhất ạ. Mời đại diện của giáo xứ Quỹ Nhất cùng trở lên sân khấu chúc mừng tân linh mục. Xin mời. Sau chương trình chúc mừng của giáo xứ Quỹ Nhất, chúng con xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình em Nhật Ngọc, giáo xứ Quỹ Nhất. Vâng ạ, chúc con. Vâng, xin được trân trọng đón mời tới các quý vị đến từ Thái Nguyên ạ, gia đình Bắc tỉnh ạ. Vâng, xin kính mời. Vâng ạ, và sau phần chúc mừng này sẽ là phần chúc mừng đến từ gia đình Bắc tỉnh từ Thái Nguyên ạ. Trân trọng kính mời vị đại diện cùng lãng hoa tươi thắm mang trở về để dành tặng chúc mừng tân linh mục Vinh Sơn ngày hôm nay ạ. Tiếp theo chúng con xin kính mời gia đình anh chị Tùy Dung ạ. Xin được kính mời anh chị Tùy Dung ạ. Sau anh chị Tùy Dung xin mời ông bà Quản Đông xóm Phan Long ạ. Sau chương trình chúc mừng của gia đình ông bà Quản Đông, xin kính mời hội Kèn Đồng, giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. Vâng, con xin được cảm ơn gia đình bà Quản Đông. Tiếp theo xin mời hội Kèn Đồng của giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. Sau hội Kèn Đồng của giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, trân trọng kính mời hội Trống giáo xứ Đền Thánh ạ. Xin mời hội Trống giáo xứ Đền Thánh. Sau chương trình chúc mừng của hội Trống, chúng con xin kính mời chương trình chúc mừng của anh Bính, bạn học từ Nha Trang ạ. Xin mời chương trình chúc mừng của anh Bính, bạn học từ Nha Trang. Và sau chương trình chúc mừng này xin kính mời chương trình chúc mừng của ban thanh niên ra trường giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. Và kính thưa quý vị, với chương trình chúc mừng chắc chắn rằng trong ngày hôm nay đây, cha Vinh Sơn đã và đang đón nhận với tất cả những tình cảm và sự diện quý vị. Và quý vị nào cũng như quý ban ngành nào có những chương trình chúc mừng đã đăng ký hoặc với những lý do nào đó mà ban tổ chức tôi chưa xướng tên thì xin hãy cùng liên hệ lại với ban tổ chức và bộ phận lễ tân để chúng con được đón nhận và giới thiệu trong chương trình chúc mừng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng cảm ơn với những chương trình chúc mừng của toàn thể các quý vị và sự hiện diện quý vị trong ngày hôm nay.